Yes. Hoàng Sa Trương Sa của Việt Nam, hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh vì toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh vì Hoàng Sa Trương Sa của Việt Nam. Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh vì toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.